Sám văn. Xin đại chúng hãy lắng nghe. Kinh tội nghiệp báo ứng địa ngục dạy. Ngày nọ, Phật đang ở nơi núi Kỳ Xà Quật thành Dương Xá, cùng với chư Đại Bồ Tát, chư Thanh Văn và quyến thuộc của các ngài, cùng các tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, chư thiên, quỷ thần, thảy đều đến dự hội. Lúc đó, Bồ Tát Tính Tướng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay có đủ các loài chúng sinh, sang, hèn, giàu, nghèo. Có cả các chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Họ nghe Phật thuyết pháp, cảm thấy hạnh phúc như con thơ gặp mẹ, như bệnh gặp thuốc, như lạnh có áo, như tối có đèn. Lúc này Phật quan sát thấy thời cơ đã đến, liền phóng đạo hào quang trắng giữa đôi mày, soi khắp mười phương vô lượng thế giới. Ngay lúc đó, địa ngục ngưng hành hình, thống khổ quá an. Tất cả chúng sinh đang thọ tội, nương theo ánh sáng quang minh của Phật mà tới, nhiễu quanh Phật bảy dòng, thành tâm lễ bái, thỉnh Phật thuyết pháp, và nhờ đây mà được giải thoát. Giải thích. Tôi xin phụ giải cho đoạn mô tả. Lúc Phật phóng quang giảng pháp thì địa ngục ngưng hành hình, thống khổ quá an bằng câu chuyện sau đây. Năm 1990, sau khi cả nhà tôi ăn chay niệm Phật rồi, toàn gia pháp hỷ sung mãn, đúng là hạnh phúc như con thơ gặp mẹ, như bệnh được lành, như lạnh được áo, như tối được đuốc. Chỉ cần vừa về đến nhà, nếu không tụng kinh thì tôi trì chú. Hơn nữa, gặp ai đến thăm nhà, tôi luôn khuyên họ giữ giới niệm Phật, tụng kinh trì chú, tập tĩnh tọa để khai mở trí tuệ. Trong thời gian chưa đầy 6 tháng, nhiều người khai mở được thiên nhãn, thiên nhĩ, tính ra có hơn mấy mươi vị. Nhưng mấy tháng sau, lúc tôi gặp lại họ thì đại đa số năng lực này đều bị mất hết, bởi do họ không thể giữ giới, chẳng bỏ được rượu thịt. Kinh Kim Cang nói: phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Tôi kể câu chuyện dưới đây, ngoài việc chứng minh cho cảnh trong kinh đã thuyết ra, tuyệt không có ý xúi người học Phật đắm chìm hình tướng, mê cầu thần thông quyền diệu. Thật lòng tôi kể chuyện này là chỉ muốn giúp mọi người hiểu rõ nhân quả, tăng thêm tín tâm, tinh tấn tu hành mà thôi. Nên nhớ rằng, người chân chánh học Phật phải luôn luôn dụng công tu, thường điều phục tâm, nghiêm trì giới luật, chí thành sám hối, sửa sai, tối kỵ ham mê thần thông, ngoài tâm cầu pháp. Tiểu Phí. Có một thanh niên tên là Tiểu Phí. Sau khi tôi khuyên y dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, tập tĩnh tọa rồi, thì chưa đầy mấy ngày, y đã đạt được một số năng lực vi diệu. Một hôm y đến nhà chất vấn tôi: ngài nói tụng chú Đại Bi quy cảm thiên địa hả? Nhưng hằng ngày sáng nào tôi cũng đều tụng 10 biến chú Đại Bi, song chẳng thấy hiện tướng lành gì ráo, chỉ thấy quỷ thần qua đường ngó tôi nửa mắt mà thôi. Việc này là sao vậy? Lúc đó Quả Đạt, con trai của tôi 15 tuổi, cũng đang ở đó. Thế là tôi bảo cả hai: bây giờ tôi tụng chú Đại Bi, Tiểu Phí thì lo nhìn cảm ứng trên trời, còn Quả Đạt thì theo dõi cảm ứng nơi địa ngục nhé. Căn dặn xong, tôi liền ngồi khoanh chân, gõ mõ chuông. Lúc đó, vì tôi còn rất chấp tướng, thật ra chẳng cần như vậy, và bắt đầu tụng chú Đại Bi. Tôi tụng chưa được mấy câu thì chợt nghe tiếng Tiểu Phi khóc nức nở bên tai. Sau khi tụng xong, tôi hỏi y: vì sao mà khóc vậy? Y đáp: ngài vừa gõ chuông thì tôi thấy y có rất nhiều thiên nhân quỷ thần hội tụ. Ngài vừa đọc chú lên thì có rất nhiều thiên chúng đồng quỳ xuống chắp tay nghe. Có lúc họ đứng dậy chắp tay nghe, còn có hai con rồng đang bay cũng đáp xuống nằm trên đất lắng nghe. Ngài tụng xong rồi thì tất cả đều hành lễ mà đi, còn tôi vì chấn động quá nên bật khóc. Quả Đạt thì kể, trong lúc tôi tụng chú, nơi địa ngục liền đình chỉ tất cả hình phạt trừng tội.
toàn bộ kẻ thọ hình đều quỳ tại đó, chắp tay hướng lên nghe chú đại bi. Tụng chú xong thì nơi địa ngục bắt đầu hành hình lại, nhưng mức độ giảm đi, người thọ hình chịu thống khổ cũng nhẹ hơn. Nghe họ kể tự nhiên tâm tôi cao hứng, thế là tôi bảo Tiểu Phí: giữ giới chẳng phải chỉ là không sát sinh, không ăn thịt, mà còn phải không làm các điều ác, siêng làm các điều lành, thành thật sám hối các tội nghiệp đã tạo trong quá khứ nữa. Hễ bạn càng tinh tấn chỉnh sửa tật tánh mình thì âm thanh tụng chú biến chuyển càng vang xa, và chúng sanh đến nghe kinh càng đông. Tụng kinh là như vậy đó, tụng chú là nương sức mạnh của chú làm tiêu tội nghiệp. Quỷ thần thiên nhân nghe rồi lập tức cũng tiêu định nghiệp của họ. Tụng kinh ắt có thể khiến chúng sinh minh lý, biết sai hối lỗi, vĩnh viễn dứt vô minh. Người tu hành chân chính khi tụng kinh sẽ khiến thiên nhân nghe được tăng thọ, quỷ thần sớm ra khỏi ác đạo, chuyển sinh vào cõi lành. Hễ ai không làm các điều ác, luôn làm các điều lành, thì khi tụng kinh trì chú sẽ chiêu cảm vô lượng công đức. Nếu người tham sân si nặng hoặc không giữ giới mà tụng kinh trì chú thì chẳng đạt được kết quả tốt. Lúc đó tôi mới trì giới, thời gian bỏ mạng ăn chay chưa được bao lâu, cho nên chỉ tụ tập được nhiều nhân thiên quỷ thần đến nghe chú. Nếu như tôi tu hành tốt, ắt sẽ có vô lượng chúng sinh đến nghe kinh thọ ích. Hơn nữa, trong lúc tụng kinh chú, tâm phải định tĩnh chuyên nhất, nếu không sẽ khó đạt đến kết quả tuyệt đối. Ngày 23 tháng 10 năm 1994, lần đầu tôi đi Vạn Phật Thành đến chỗ Ngài Tuyên Hóa. Sau khi quay về rồi, lúc tôi và con gái Quả Lâm đến Phổ Đà Sơn lễ Phật, tại Phổ Tế Tự đã gặp một vị thọ thần cây chương ngàn năm. Ông nói mình nghe Ngài Tuyên Hóa giảng tâm kinh rồi, nhưng không hiểu nghĩa của câu vô khổ tập diệt đạo, và hướng tôi cầu xin giải thích. Chúng tôi hiếu kỳ hỏi ông: đại sư giảng kinh tại Mỹ, còn ông ở tại Phổ Đà Sơn là đại lục, vì sao có thể nghe Ngài giảng kinh được chứ? Thọ thần nói: khi Ngài Tuyên Hóa giảng kinh, khắp pháp giới đều nghe được hết, chỉ có con người bị tài sắc danh lợi che mờ làm lụy mới không nghe không thấy, còn tất cả chúng sinh khác đều im lặng nghe thượng nhân giảng pháp, lo tự quân tu mà bồi dưỡng hạt giống bồ đề. Ông kể mình đã nghe Ngài Tuyên Hóa thuyết pháp từ rất lâu rồi. Lúc đó tôi giải đáp những điều thắc mắc trong tâm kinh cho ông nghe. Hơn nữa, sau khi về nhà, tôi đã gọi điện trình báo sự tình này với Ngài Tuyên Hóa. Sau đó, tại thánh tự ở Los Angeles, Ngài Tuyên Hóa đã đặc biệt vì thọ thần này đã tổ chức lễ quy y chính thức cho ông. Khi đó tạp chí Tổng hội Phật giáo Pháp giới cũng có đăng bài tường thuật việc này. Nếu pháp lữ nào đi Phổ Đà Sơn lễ Phật không ngại thì hãy đến Phổ Tế Tự hỏi trực tiếp vị đệ tử đặc biệt kia của Ngài Tuyên Hóa. Cây này là đệ nhất cổ thụ, tức cực kỳ to lớn, nằm bên trái phía trong cổng chùa. Ngài Tuyên Hóa giảng: người đã đoạn sát đạo dâm vọng thì thân tâm thanh tịnh, chỉ cần họ nói một câu giảng sanh đi thì đã có thể siêu độ vong linh vào cõi thiện rồi, huống chi là còn thuyết giảng kinh pháp. Bởi vậy tất cả đệ tử Phật đều cần phải lấy giới làm thầy, lấy đức dưỡng đạo, phúc huệ song tu, mới có thể giúp chúng sanh đạt đến lợi ích cực lớn, đồng thời cũng làm lợi cho chính mình. Hãy subscribe.
好，问怎么地做好。